Jungkook phá vỡ kỷ lục của BTS trên Billboard, Jungkook chính thức trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trụ hạng vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard toàn cầu. Theo danh sách do Billboard đăng tải, Seven hiện là ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc dành 5 tuần ở vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng toàn cầu 200 Global 200. Như vậy, Jungkook cũng chính thức trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trụ hạng quán quân lâu nhất trên bảng xếp hạng này. Vượt qua chính nhóm BTS của mình, trước đó, kỷ lục này từng thuộc về BTS với bản hit toàn cầu Dynamite vào năm 2020. Ca khúc này đã giữ vị trí số 1 trong 4 tuần liên tiếp. Trong tuần này, Seven của Jungkook vẫn trụ hạng trong top 30 của Billboard Hot 100. Đứng ở vị trí 30, điều này giúp Seven trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc có 5 tuần liên tiếp nằm trong top 30 của bảng xếp hạng uy tín. Đây không phải những kỷ lục đầu tiên mà Jungkook lập nên với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, giải thưởng âm nhạc thế giới World Music Awards đã ghi nhận Seven vượt qua mốc 300 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify. Đây là ca khúc của nghệ sĩ nam đạt tới con số này trong khoảng thời gian ngắn nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra, Seven cũng sở hữu nhiều lượt nghe nhất đối với một ca khúc của nghệ sĩ nam trong một tuần trên Spotify.